Xin chào tất cả các bạn, lại là Thảo đây. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Nấu Ăn Cùng Sakurai ngày hôm nay. Có hơn một tháng nữa là chúng ta đã bước sang năm mới, năm 2020. Và hôm nay Thảo xin giới thiệu cho các bạn sản phẩm là chính hãng sản phẩm Suntory 50 mang thương hiệu của Nhật Bản. Với thiết kế hình chữ nhật như thế này và có màu đỏ và một chút vàng ở đây. Màu đỏ tượng trưng cho sự no ấm, hạnh phúc và mọi người xung vầy bên nhau. Còn màu vàng thì là màu tiền, có nghĩa là sự an khang, thịnh vượng. Ở đây có một hình chú chuột có tính là tượng trưng cho con giáp năm 2020. Có thể là vật trang trí ở trong gia đình, thật là mang biểu tượng rất là thiêng liêng. Và với thiết kế đặc sắc như thế này thì Thảo rất là tò mò ở bên trong như thế nào, các bạn cùng Thảo mở ra nhé. Chiếc bình rượu này thì là được làm bằng gốm sứ màu trắng và ở đây thì là có rất là nhiều họa tiết rất là đẹp mắt và phong phú, rất là gần gũi với lại phong tục tập quán của người Việt Nam. Và ở bên dưới này thì rượu được sản xuất dành riêng cho năm 2020. Và với chai rượu này thì có thể là tặng cho bạn bè, đồng nghiệp hoặc là người thân. Nếu mà đối với những người tin vào phong thủy thì chai rượu này rất là đặc biệt và ý nghĩa nữa. Với mức độ là 43% mang hương vị của gỗ sồi hoặc là trái cây chín thì hương vị này rất là dễ uống, và đặc biệt đối với những người mà có tự lượng không cao thì có thể uống kèm nước lọc hoặc là có thể pha thêm đá. Nếu mà các bạn nào muốn pha phát hơn thì có thể làm cocktail hương vị này rất là đặc biệt và khó quên. Nếu mà bạn muốn sử dụng cây rượu chuột này thì hãy mua trong web wushiwushi.vn hoặc là liên hệ số hotline của công ty để được tư vấn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.